tôi biết là cô đang lo sợ. Sợ là tôi sẽ làm gì cô nữa, đúng không? Cho nên là cô mới lưỡng lự trong cái việc cùng tôi đi mua sắm. Dạ không phải vậy đâu bác. Vậy chứ cô sợ điều gì? Cô có yêu thằng Quang nhiều hay không? Cô hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Nếu cô yêu thằng Quang nhiều thì cô phải chiều tôi. Tôi muốn đi mua sắm thì cô phải đi cùng với tôi chứ. Dù sao tôi cũng là mẹ chồng tương lai của cô mà. Ông Quang. Ấy gặp ba vui vậy luôn á hả? Dạ, em chờ ba Quang chở em đi ăn. Hồi tối hôm qua tới giờ luôn á. Được rồi, bây giờ Ken ăn gì nè? Dạ con ăn là rán này, trà sữa. Trời đất ơi, sao toàn những món tốt sức khỏe không vậy chàng trai? Đi mà ba Quang một lần con chứ ăn có một lần thôi mà chàng trai. Được kêu ba chàng trai luôn hả? Thôi được rồi, chàng trai lớn hỏi mẹ của chàng trai nhỏ, mẹ chàng trai nhỏ có cho không nha? Dạ, nhưng mà mẹ con cũng thích ăn người kháng mà qua quay. Vậy hả? Ồ, tính ra là mẹ của con lây tật xấu cho hai cha con mình ha. Nhưng mà riêng cái tật xấu hay ăn nói linh tinh của ba là mẹ không có bị lây đâu à nha. Thấy chưa, bị la rồi kìa. Thôi, vậy bây giờ buổi sáng mình phải ăn những đồ tốt cho sức khỏe ha. Dạ. À Mana, em gặp mẹ có vui không? Sao anh hỏi mẹ không nói gì hết vậy? Cũng vui anh. Thôi, bây giờ đưa con đi luôn nè. Đi. Nãy giờ Ken đói bụng rồi phải không? Đi mà ba Quang, đi con sâu nó cắn bụng con rồi. Trời biết víu vơ con sâu nó cắn bụng luôn ghê chứ. Đi thì đi. Vậy. Đi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Wow. Ăn đi con. Dạ. Nè. Mấy ngày qua cho em vất vả lắm hả? Em cố gắng kiên trì thêm một thời gian nha. Anh hứa anh sẽ không để hai mẹ con phải thiệt thòi đâu. Em không sao đâu. Anh ăn đi. Thôi, cuối tuần mà trở qua thì mấy ngày con chơi nha. Con nhớ chú Phát với lại cô chú Minh Tân quá à. Không có được đâu con. Ông còn phải làm việc nữa. Con qua con quậy quá rồi sao mà ông làm. Không, Ken hứa là sẽ giúp ông làm bánh mì. Không sao đâu. Cứ cho Ken qua nhà ông nội chơi đi. Mấy bữa nay ông nội nhắc Ken hoài à. Ông nội nhớ Ken á. Vậy mẹ cho Ken qua. Nhưng mà Ken phải hứa là không được hả làm phiền ông nghe không? Dạ, Ken cười khổ làm bánh mì. Thôi đi ông tướng. Ngồi yên một chỗ thôi, không quậy là mừng lắm rồi chứ hồi đó mà phụ. Mẹ không tin Ken hả? Ken sẽ kêu ông dạy Ken làm bánh mì cho mẹ coi. Rồi, bây giờ ăn hết cái đó cho mẹ đi. Ăn thêm đi con. Dạ. Ăn nhiều vô con. Dạ con nghe nè mẹ. Con với Hà đang ở đâu? Sao Hà không có ở công ty? Tác phong làm việc của trợ lý giám đốc mà như vậy đó hả? Hà đang đi với con mà mẹ. Con còn tính nhân nhượng bao che cho nó tới chừng nào nữa? Rốt cuộc nó có đi làm không? Bây giờ tụi con về công ty nè. Vậy nha. Mẹ gọi có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu, em cứ ăn đi. Dạ, con chào bác. Mẹ muốn gặp Hà. Có chuyện gì không mẹ? Tự nhiên bữa nay mẹ nổi hứng muốn đi dạo mua sắm. Mẹ muốn nhờ Hà đi với mẹ một chút được không? Dạ. Đi bây giờ luôn hả bác? Tại vì hôm nay con cũng còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Không sao đâu. Em cứ đi với mẹ đi. Hôm nay công việc cũng không nhiều. Ngày mai em gửi báo cáo cũng được. Mẹ muốn tạo cơ hội cho em để em tạo thiện cảm. Em cứ đi đi, không sao đâu. Quang à, thôi con đi làm đi. Mẹ muốn nhờ Hà tư vấn một chút trước khi đi mua sắm. tôi biết là cô đang lo sợ. Sợ là tôi sẽ làm gì cô nữa, đúng không? Cho nên là cô mới lưỡng lự trong cái việc cùng tôi đi mua sắm. Dạ không phải vậy đâu bác. Vậy chứ cô sợ điều gì? Cô có yêu thằng Quang nhiều hay không? Cô hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Nếu cô yêu thằng Quang nhiều thì cô phải chiều tôi. Tôi muốn đi mua sắm thì cô phải đi cùng với tôi chứ. Dù sao tôi cũng là mẹ chồng tương lai của cô mà. Hai cái này con thấy cái nào đẹp hơn? Dạ con thấy coi bộ cái màu đỏ được hơn. Lấy cái này cho cô. Bác nghĩ là lấy cái đó đi, chứ cái này thường quá, bác không có thích. À mà nè, con thường hay mặc đồ của hiệu nào vậy? Dạ bác quên nữa. Nhìn đồ con mặc là biết hàng chợ rồi. Hay là để bác mua cho con vài bộ đồ hiệu để con mặc cho biết với người ta nha. Với lại bây giờ con cũng quen thằng Quang rồi thì phải ăn mặc làm sao cho nó tương xứng chứ. Dù cốt cách mình có quê mùa đi chăng nữa thì bên ngoài của mình cũng phải sang trọng lên một chút mới được. Mà thôi, chắc là không có hợp với con đâu. Sang hay không á, nó còn do gia đình, xuất thân, học vấn. Chứ nhiều người có đắp vàng lên mặt đi chăng nữa cũng không che được cái bản chất tầm thường. Nhiều khi còn bị chê là quê mùa nữa.